Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Ok, trời ơi, trên miền Bắc của mình hơi rét nên là hôm nay đắt chăn làm video cho các bạn xem. Ok, rồi thì hôm qua Nhân thấy chị Sam chơi cái trò chơi mà người nào rơi xuống cuối cùng thì người đó giành chiến thắng các bạn ơi. Trời ơi, cái trò này hay cực kỳ luôn. Nhân cũng đã làm cái video về cái trò này rồi các bạn ạ. Nhưng mà hôm qua Nhân thấy chị Sam lại tiếp tục làm video cho này nên là Nhân cũng tiếp tục làm video cho các bạn xem. Ok, rồi thì cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã xem video của Nhân và like video ủng hộ Nhân. Nếu các bạn yêu quý Nhân thì các bạn hãy like video, chia sẻ và bình luận bên dưới cho Nhân biết nha, để Nhân có động lực làm nhiều video hay cho các bạn xem nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái trò mà ai là người rơi xuống cuối cùng thì người đó giành chiến thắng nha các bạn ơi. Ok, rồi let's go. Xem nào, Nhân có chơi giỏi hơn chị Hà Sam không nha các bạn nha. Ok. Ok các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy cái tên mà Nhân BB không? Ok, rồi bây giờ mình solo với tất cả các dân chơi luôn. Ông già Loen, ông già Tuyết, người sắt, người sủng, mình solo hết luôn. Rồi, không biết là này Nhân có ăn được không. Nhân hiện tại đang ở một cái level rất là cao các bạn ơi. Ấy, level của... Ui, level cao mà kiểu này thì có mà hỏng rồi các bạn ơi. Trời ơi, vẫn nói các bạn, level của Nhân á, level là cao hơn level của chị là sao nha các bạn nha. Nên là Nhân đang cố gắng chơi các bạn ơi. Ui, có cái đấm bốc các bạn ơi. Rồi, các anh cứ bình tĩnh. Các anh cứ bình tĩnh. Không biết... Ôi, Nhân là người số 2 các bạn ơi. Ôi, số 1 rồi các bạn ơi. Các bạn thấy Nhân chơi cái giỏi không? Đấy, Nhân là người sống sót cuối cùng. Các bạn nhìn có tên trên đầu không? Nhân BB được cộng 100 tiền vàng các bạn ơi. Easy game, easy game. Mà cái level của mình còn cao level của chị Sam này các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhân còn có rất nhiều trang phục. Đấy, Nhân mua tiếp cái trang phục. Ui, trang phục này nhìn có vẻ nguy hiểm các bạn ơi. Như kiểu là siêu nhân các bạn ơi. Nên là Nhân sẽ dùng cái trang phục này nha. Ok. Rồi, không biết lần này có được... người đứng thứ nhất không các bạn ơi. Ok các bạn xem nhá. Nếu thấy cái video của mình hay, các bạn hãy like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Ok rồi, tiếp tục chơi ván nữa. Ui, có một tên có trang phục giống mình các bạn ơi. Ui giời ơi, chết rồi, hỏng rồi. Vậy thì các bạn sẽ mà biết được bây giờ đúng không. Rồi ok. Ui trời ơi các bạn ơi, rơi một phát mà xuống tầng 2 luôn. Nên lần này Nhân sẽ phải chơi cẩn thận rồi. Ôi anh ơi, anh ơi bình tĩnh nha. Anh ơi bình tĩnh nha. Đất này nó hơi chật hẹp nên là các anh thông cảm, các anh cứ để cho em diễn. Đâu có tên nửa này các bạn ơi. Nhân có tên nửa rồi, các bạn nhìn cái level của Nhân nhiều ngầu. Ui có một thanh niên kia chơi khá giỏi các bạn ơi. À, Nhân có tên nửa nên là Nhân bay ok. Ui cẩn thận. Rồi ok, vẫn đứng ở cái tầng này các bạn ơi. Hiện tại Nhân là đứng thứ ba. Không biết có thanh niên nào rơi chưa. Ui dưới là cái vạch đỏ luôn các bạn ơi. Ui tôi có tên nửa, Ui nguy hiểm đó. Tầng này là tầng cuối cùng này các bạn ơi. Ôi còn hai thằng có một tên kia nữa thôi các bạn ơi. Nhân đang cố gắng solo với tên kia các bạn ơi. Khó đấy, tên này chơi có vẻ khôn đấy các bạn ơi. Chơi rồi các bạn ơi, có khả năng là Nhân có vẻ là toang được các bạn ơi. Toang rồi, ui chưa toang các bạn ơi. Xem nào, sao thằng kia nó sống dai thế các bạn ơi. Sống dai, ôi nó xuống rồi. Giờ ok nha, đấy Nhân hai lần đứng top 1 luôn các bạn ơi. Đấy nè các bạn, không like video của hộ Nhân thì Nhân buồn lắm. Chia sẻ nha các bạn nha. Ok, đăng ký kênh nha. Nhấn vào cái chuông thông báo khi nào mình đăng video mới các bạn có thể xem được luôn nha. Ok, hai lần top 1. Lần này mà top 1 nữa thì có mà phá kỷ lục thế giới luôn các bạn. Rồi ok, solo với anh áo đỏ luôn các bạn ơi. Ôi dồi ôi, có cả bộ xương kìa. Nhân chả sợ đâu, Nhân chơi cái trò này hai lần top 1 rồi. Lần này không top 1 nữa cũng chả sao. Rồi ok, các anh cứ xuống đi để em bình tĩnh, em đứng trên tay căng ơi. Ui các bạn ơi, Nhân xuống một phát tới tầng màu vàng luôn. Thì chẳng nói hỏng được các bạn ơi. Xuống một phát tới tầng màu vàng là có vẻ là nó căng thẳng lắm các bạn ạ. Đấy nên là Nhân đang cố gắng nha, trụ tới cái lâu nhất có thể ở cái tầng màu vàng này các bạn ơi. Ui vẫn còn 6 người nữa, đông lắm các bạn ơi. Bây giờ không ai rơi xuống cái vạch màu đỏ phát là thua luôn. Đấy biết ngay mà, trời ơi. Nhân cho tên này tiêu đã. Ui Nhân chưa tiêu các bạn ơi. Thôi chết rồi các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi. Khả năng. Ui vẫn top 1. 3 ván top 1 rồi nha các bạn nha. Các bạn thấy Nhân chơi trò này có giỏi anh chị là sao không. 3 ván top 1 liền. 3 ván là người sống sót cuối cùng liền luôn. Quá giỏi luôn. Ok. 3 ván rồi nha. Lần này không top 1 thì các bạn cờ Nhân nha. Ok rồi tiếp tục. Úi giời, có cả cái gì vậy?
Có cả cái thanh niên cái gì nhìn gọi quên tên này. Thanh niên mà sát thủ ấy. Quên tên rồi các bạn ạ. Ui chết rồi, cái hỏng rồi. Đứng ở cái địa thế này. Ui chết rồi. Rồi rồi, có tên lửa. Ăn cái tên lửa này các bạn ơi. Ăn cái tên lửa này thì lại sống của nhân sẽ cao hơn các bạn. Cứ để nhân thể hiện mà xem đấy. Có cái tên lửa này nó mọi thứ nó đơn giản hơn rất nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, cứ đứng trụ đây cho các anh rơi hết xuống đi. Rồi bay vào cái vạch màu xanh. Ui chết rồi các bạn ơi. Chết rồi, lần này á nhân. Chết rồi, nhân đang ở cái vạch màu đỏ đó các bạn ơi. Bay 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 qua đi, bay qua đi, bay qua đi, bay qua. Thôi 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 các bạn ơi. Lần này là xếp thứ tư rồi các bạn ạ. Ba ván xếp thứ nhất thì ván thứ tư xếp. Ui ba ván xếp thứ nhất nhá, ván thứ tư xếp thứ tư các bạn ơi. Buồn cười ghê. Trời ơi, từ đã mình ra mình mở thêm cái trang phục, nó có cái trang phục đồ ngon không? Ui giời ơi, cái trang phục. Mình có cái trang phục đồ lâu nha. Cái trang phục váy này các bạn. Váy này nhìn kiểu nó giống trang phục con gái các bạn ạ. Hãy chơi thử nha, chơi thử một ván thôi nha. Chứ nhân là con trai nhưng không chơi cái trang phục này. Buồn cười như đâu. Rồi ok. Nào. Cần hết luôn, không biết lần này có được top 1 không? Trời ơi, 20 người các bạn ơi, 20 người đấy chứ không ít đâu. Trời ơi, 20 người rơi xuống chỗ này là khó đấy. Rồi các anh cứ bình tĩnh nha. Người nào chọn đường của người đấy nha, đừng chăn lấn xô đẩy nhau nha. Rồi nhân có cái đất bãi đất này là cũng. Ui cái tên kia còn tranh giành đất với nhân các bạn ơi. Ui rồi vẫn đứng trên vạch xanh nha các bạn nha. Vẫn còn có cơ hội. Chết rồi, thanh niên này nó đến tranh đất của nhân các bạn ơi. Nhân, ui chết rồi. Ui. Ui. Tới thời điểm này là cái level nó khó lắm rồi các bạn ạ. Không phải đơn giản đâu. Trời ơi, lại rét cắm tay các bạn ơi. Level này bắt đầu level khó đấy. Hơi căng thẳng các bạn ạ. Lần này nhân xếp thứ 11 luôn các bạn ơi. Xếp thứ 11. Các bạn nếu vẫn yêu quý nhân thì các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều luôn. Ok. Rồi trời ơi, chết rồi. Một ván xếp thứ 4, một ván xếp thứ 11. Chắc ván này phải xếp thứ 20 mất các bạn ơi. Ok, cái trang phục này bựa quá này nhân không chơi được. Rồi ok, 1. Ui ăn cái tên lửa này các bạn ơi. Nhân ăn cái tên lửa này đã. Rồi ok. Có cái tên lửa này thì sợ gì bố con. Tên nào các bạn ơi. Ê, quay lại đúng rồi. Đó các bạn ơi, ăn cái tên lửa thì chúng ta sẽ sống được lâu hơn rất lâu luôn ấy. Ui 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 ui. Các bạn thấy chưa? Nhân ăn là cái tên lửa phát ra, nhân là người cuối cùng đứng trên đây luôn các bạn ơi. Đó, quay lại. Đó. Chơi này nó với chất chứ các bạn ơi. Đấy. Từ từ đã, bay sang đây đúng rồi. Hay. Hay. Ôi top 1 luôn các bạn ơi. Ăn cái tên lửa này là mình top 1 luôn ấy. Trời ơi, 4 ván top 1 từ nay không ít đâu các bạn ạ. Quá đẳng cấp. Rồi tiếp tục nha, chơi thêm mấy ván nữa nha các bạn nha. Người sống sót cuối cùng này chỉ đương nhiên chỉ là nhân thôi các bạn ơi. Rồi lần này mà ăn được cái tên lửa nữa thì ngon các bạn ơi. Tìm cái tên lửa đó chỗ nào các bạn ơi. Chết rồi. Ui, khó chứ các bạn ơi. Khó rồi. Ui, ở đây có cái đấm bốc này thì nó có cái tác dụng gì đây các bạn ơi. Rồi ăn được cái. Ui, ăn được cái đấm bốc mà rơi luôn thế này thì hỏng các bạn ơi. Rồi. Đừng nha. Trời ơi, rơi tóm xong rồi. Vâng, lần này lại xếp thứ 11 các bạn ơi. Khó lắm, không ăn được cái tên lửa thì chỉ có xếp ở sau đây các bạn ạ. Ok. Rồi thêm ván nữa nha. Ghê gớm thật đấy, trời ơi cái trang phục này nhìn nó ngáo quá các bạn ơi. Tí nữa nhân này ra đổ cái trang phục bộ xương đi cho nó chất. Úi trời ơi, các anh ơi, mình tính em cắt hết đường của các anh luôn. Để mình em ở trên đây em đi dạo thôi các bạn ơi. Rồi còn mình nhân. Ui. Trời ơi, đứng trên cái màu xanh các bạn ơi. Đừng nha, anh ông già Noel, rơi đi để tôi ở trên đây cho. Ông không phải lo. Với phần lần này lại được top 1 các bạn ơi. Lần này nhân đã xếp thứ 7. Bây giờ mà rơi xuống dưới kia là thua luôn nên là. Ui. Nói phát rơi xuống luôn các bạn ơi. Nhưng mà nhân vẫn đang ở trên cái tầng màu vàng nha. Ui lại gặp ông già Noel. Đừng. Rồi ok. Về đây thì cũng hơi ổn áp tí các bạn ơi. Rồi, còn hai thằng. Ôi trời ơi, top 1. Lại top 1 tiếp các bạn ơi. Quá đẳng cấp luôn. Sao mình chơi cái trò này nó dở thế các bạn ơi.
Lần này đấu với cả ninja kìa. Ok, chơi thì chơi, ninja sợ gì ninja các bạn. Tuổi gì ninja sợ gì các bạn. Cần hết luôn. Ui, thật chết. Oh my god. Thôi vậy lần này nhân sẽ phá các bạn đây. Nhân cho vỡ hết mấy cái tầng ở dưới đây, cho mấy anh em rơi xuống là toang luôn đi. Mấy anh em rơi xuống cẩn thận nhá. Nhân đang phá hết cái đường chỗ này là anh em rơi xuống là toang hết luôn các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Đấy, đục hết luôn. Không cho anh em là sống sót luôn các bạn ơi. Rồi nhân sẽ đi về đây đi để an toàn. Ui không biết có đường người quay lại các bạn ơi. Có đường quay lại nha. Rồi, ơ vậy mà nhân đứng thứ hai. Lại đứng thứ nhất nha các bạn nha. Ván cuối cùng nhân chơi vẫn đứng thứ nhất các bạn ơi. Quá đẳng cấp luôn. Ok các bạn nha, thì cái video của nhân xin được tạm dừng tại đây nha. Các bạn nếu thấy nhân chơi trò này giỏi anh chị ở sao thì các bạn đã đừng quên like video nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhấn vào cái chuông thông báo nữa, khi nào mình ra video mới các bạn có thể xem được luôn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của nhân BB. Ok.